ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Xuân Mỹ đang trên xe đi đám cưới con của một anh đồng nghiệp, hồi trước làm chung công ty. Mọi người còn cài view không? Hôm nay thì lượt view của kênh YouTube Hồ Văn Cường như thế nào? Bây giờ Xuân Mỹ cập nhật cho mọi người nha, và cập nhật một số thông tin về vé cho anh Thủ ngồi trên xe trên đường đi ăn cưới nha mọi người. MV Cung Đàn Thương Nhớ thì bây giờ là 861.000 lượt xem, còn 139.000 lượt xem nữa nha cả nhà. Bây giờ ngoài trời rất là nóng nha, 37 độ đó. Hôm nay thì MV đã xuống top 7 rồi mọi người ơi. Cả nhà ơi, xuống top 7 nhưng mà rất mong mọi người hãy tiếp tục cập nhật nha. Vào kênh YouTube Hồ Văn Cường để cài view, để tăng view lên 1 triệu view làm quà cho cậu Út Gò Công trước show 24 tháng 4 tới nha. Thứ tư, hôm nay thứ 7 rồi. Còn 3 ngày nữa. 4 ngày nữa, tức là tính luôn thứ tư thì 4 ngày nữa. Còn 139.000 mà chia cho 4 ngày không biết có đạt không, nhưng mà rất là mong mọi người tranh thủ nha, tranh thủ càng ngày càng đêm. Những ngày đầu MV mới phát hành, bây giờ thì là 13 ngày rồi cả nhà. Trên trang Facebook fanpage thì Cường cũng đã cập nhật cái poster mới, poster của show diễn 1 tháng 6 tại nhà hát Bến Thành, phòng trà Bến Thành nè cả nhà. Đây, trời ơi xịn mịn không, cái bộ vest chống tay lên càm nhìn nó cool, ngầu ơi là ngầu luôn vậy đó cả nhà. Hồ Văn Cường, Hồ Văn Cường Cung Đàn Thương Nhớ 1 tháng 6 phòng trà Bến Thành, lầu 3 nhà hát Bến Thành, Mạc Đỉnh Chi, số 6 Mạc Đỉnh Chi nha. Lúc 8 giờ nha cả nhà. Lúc 8 giờ. Và phòng trà Bến Thành thì ai đặt vé thì gọi số điện thoại 0348 8486066 ha. Số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109. Quý khán giả nào muốn bút vé xem show thì kết nối Zalo với Xuân Mỹ, Xuân Mỹ sẽ chuyển cho bạn Hồng Phước Đặng FC miền Nam nha. Rồi Hồng Phước sẽ hỗ trợ đặt vé cho mọi người, để mọi người có chiếc vé trên tay mà đi xem show của Cường ha. Như vậy là hôm qua thì bên ekip của anh Nguyễn Minh Cường nè cũng thông tin cái chỗ show 24 tháng 4 thì còn bao nhiêu vé. Đây Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe nha. Bên TC Multimedia đã thông báo Music Show 24 tháng 4 Nhâm Nhi guitar, ca sĩ Hồ Văn Cường cùng khách mời Tuấn Dũng, Ôn Vĩnh Quang. Thời gian 20 giờ ngày 24 tháng 4 thứ tư. Địa điểm nhà hát VOH Music One, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Cao, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên đưa podcast show Nhâm Nhi guitar lên sân khấu theo hình thức biểu diễn nghệ thuật live band. Giám đốc âm nhạc Nguyễn Minh Cường cùng các nghệ sĩ sẽ tạo nên một cái đêm diễn bất ngờ gì đây. Cơ hội thưởng thức những tiết mục đặc biệt với sự kết hợp của các nghệ sĩ. Chỉ còn 20 khán giả cuối cùng trước khi sold out vé. Như vậy là tối hôm qua bên phía anh Nguyễn Minh Cường đã thông báo là còn có 20 vé cuối cùng nữa nghe cả nhà, trong vòng 3 ngày nay. Cảm ơn và đón chờ sự có mặt của rất nhiều quý khán giả tại Music Show Nhâm Nhi Guitar 24 tháng 4 này. Như vậy là nhanh quá cả nhà ơi, sắp sold out rồi. Khán giả xa gần mà sắp xếp thời gian được thì đi xem show này ha. Thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh nó cũng tiện cho quý khán giả di chuyển cũng như là Cường đi học. Xin chia sẻ với quý khán giả là những ngày này là Cường đang ở trong chương trình thi học kỳ 2 của năm thứ 3 cả nhà. Em ấy cũng cố gắng nỗ lực rất là nhiều để thi đạt kết quả tốt. Thành ra là về phía chúng ta cũng ủng hộ tinh thần em ấy bằng việc đi show, ủng hộ em ấy từng show diễn cũng như là nghe nhạc
để giúp cho em ấy tăng view trên kênh YouTube Hồ Quỳnh Cường Official ha cả nhà. Đó là thông tin về show diễn Nhâm Nhi guitar 24 tháng 4 ha. Rồi show diễn 30 tháng 4 thì mọi người tiếp tục đặt vé thông qua ekip anh Sơn ha. Số điện thoại cả nhà đợi Xuân Mỹ nha, số điện thoại mà Cường đăng nè. S Entertainment là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức cái show diễn 30 tháng 4. Mini show Hồ Văn Cường, khách mời đặc biệt là danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, Phi Dũng, Quang Linh, S Quang Ngọc, Lâm Bảo Phi, Hồng Gấm, Quốc Linh chứ không phải Quang Linh nha cả nhà. Xuân Mỹ nói nhầm. Và hotline là 0909971079. Khán giả nào sắp nghỉ lễ trở về thành phố Hồ Chí Minh hay là muốn đi du lịch ở đâu đó thì hãy về thành phố Hồ Chí Minh xem chương trình ca nhạc của Cổ Gò Công ha. Và có sự góp mặt của bác Ba Ngọc Sơn nữa, nên mọi người ủng hộ hai bác cháu ha. Còn show diễn của May Sài Gòn thì đang tiếp tục bán vé ra. Xuân Mỹ tính sơ sơ thì cũng tầm 200 vé đó cả nhà, mà mình chưa có đếm vì là show của May Sài Gòn lúc nào cũng tầm là 500 ghế bán ra, tổng bán ra cả nhà. Cho nên bây giờ thì chưa còn xa, cho nên mình ưu tiên cho show 24 tháng 4 và 30 tháng 4 ha. Nhất là show 30 tháng 4. Hôm nay là 19 rồi mà show 30 tháng 4 còn vé cả nhà ơi, còn vé. Giá vé là 2 triệu, 1 triệu 7 và 1 triệu rưỡi. Mua 30 vé thì được giảm 10% và mua 50 vé thì được giảm 20%. Thành ra là cả nhà tranh thủ ha, 30% chứ cả nhà tranh thủ đặt vé ha. Rồi Xuân Mỹ xin nhắc lại số Zalo Xuân Mỹ là 0913136109. Cả nhà mình nhớ là kết bạn Zalo ha, Xuân Mỹ sẽ kết nối với FC miền Nam. Rồi bây giờ Xuân Mỹ xin vào Hồ Văn Cường fan club để book, để chia sẻ thêm thông tin cho cả nhà. Đây bên S Entertainment chia sẻ cái link đặt vé nè cả nhà, bên Hồ Văn Cường fan club ha. Rồi những phần quà mọi người kêu gọi tiếp tục cài view để MV sớm đạt chiêu view này, quà của chị Kim Khoa nè. Và là chị Lan Nguyễn cũng chuẩn bị hai show 24 và 30 tháng 4 là 10 triệu, công bố hai show 10 triệu rồi, tặng quà ha cả nhà. Ở đây em bé, có một em bé theo trend anh Cường. Đó, thấy cưng không cả nhà? Chưa có ra chiếc áo dài nhưng mà em bé cũng theo trend anh Cường nha. Đó. Rồi thông tin nhanh với mọi người như vậy. Và Xuân Mỹ cho cả nhà xem thông tin nhanh về tin xã hội nha. Ông thông tin với cả nhà là ông Lê Tùng Vân ở tỉnh Thất Bồng Lai đã bị khởi tố thêm một tội danh nữa là tội loạn luân nha cả nhà. Đây Xuân Mỹ xin đọc. Công an đã có kết quả giám định. Sáng ngày 19 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra công an Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An về tội loạn luân. Như vậy là thông tin trên mạng hồi đó giờ bây giờ chính xác rồi nha cả nhà. Lê Tùng Vân được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Trước đó thì qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông Lê Tùng Vân, cơ quan an ninh điều tra công an Long An đã tiến hành điều tra. Sau thời gian điều tra và có đầy đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống chung hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ liên quan đến Lê Tùng Vân và tỉnh Thất Bồng Lai. Trước đó thì ngày 3 tháng 11 2023, tòa án tỉnh Long An tuyên án phạt Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo đó thì tòa án phạt Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và bà Cao Thị Cúc 3 năm tù về cùng một tội
tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Những ai là đã từng bên mấy chú tiểu ở trong tỉnh thất Bồng Lai thì bây giờ không biết quay xe còn kịp không hết cả nhà, chứ mà công an người ta khởi tố rồi thì chắc chắn là đã có loạn lưng trong đó rồi. Nhưng mà trước giờ những người tín đồ theo tỉnh thất Bồng Lai thì lên tiếng binh vực bên đó dữ lắm cả nhà, cho nên bây giờ thì Xuân Mỹ nghĩ công an đã có đầy đủ chứng cứ rồi ha, đã xác thực cái việc này rồi, thành ra là đã mới có cơ sở để khởi tố rồi. Cả nhà ơi, bây giờ Xuân Mỹ đã đến chỗ tiệc cưới rồi nè. Xuân Mỹ xin kết thúc video ha, đưa tin nhanh như vậy để mọi người cùng liên hệ đặt vé ha. Xuân Mỹ xin đọc lại số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109. Khán giả nào bút vé xem show thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ nha. Còn lại thì mọi người tiếp tục 861.000 rồi còn 139.000 nữa ha. Mà nó ở top 7, mình ráng giữ trong top lâu lâu để bài hát đạt triệu view làm quà cho cụ Gò Công show 24 tháng 4 tới ha. Xuân Mỹ xin chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào. Đó, chừng này đi ăn cưới cả nhà. Cái này gần chỗ La Valley, hôm trước mình coi show của Cường đó cả nhà, Vạn Phát nè, Xuân Mỹ đi nhà hàng Vạn Phát. Cái này hôm trước fan của Cường xuống đây cũng có một số khán giả ở ở nhà hàng này nè. Sảnh ba không biết chỗ nào, thẳng trong ha. Đêm hỏi một công. Sảnh ba River Sai. Sảnh ba ở đâu anh? Chính giữa. Chạy tới giữa luôn, nhìn phải. Chính giữa bên phải. Rồi, Xuân Mỹ ăn ở sảnh ba bữa nay tiệm cũng nhiều, là chỗ này rộng. Bên kia là sông Hậu đó cả nhà, đó ha. Đẹp lắm ở đây, cặp bên sông Hậu. Chỗ này là kêu Cồn Khương đó. Cũng nằm trong khu viên của Cồn Khương luôn. Rồi. Ngày mai nắng vẫn còn đường.